Trong số 8 loại hàng hóa và dịch vụ chính tạo nên CPI, giá của 7 loại hàng hóa tăng hoặc giữ nguyên so với năm trước, ngoại trừ giá cước vận tải và truyền thông. Trên cơ sở hàng tháng, CPI tăng trong tháng 8 với giá thực phẩm tăng 3,4% và giá các mặt hàng phi thực phẩm giảm 0,3%. Phân tích giá thực phẩm cho thấy giá rau và trái cây tươi tăng ở các mức khác nhau do ảnh hưởng của nắng nóng kéo dài vào mùa hè, cũng như lượng mưa lớn tại một số khu vực trong số giá các mặt hàng phi thực phẩm nhu cầu đi lại giảm đáng kể khi năm học mới bắt đầu khiến giá vé máy bay và các sản phẩm du lịch lữ hành giảm xuống phó giám đốc bộ phận phân tích và dự báo của trung tâm giám sát giá trực thuộc ủy ban cải cách và phát triển quốc gia trung quốc cơ quan hoạch định kinh tế hàng đầu của nước này hà hiểu anh cho biết Giá thực phẩm tăng vọt là yếu tố chính thúc đẩy CPI tăng. Do chịu ảnh hưởng của các yếu tố theo mùa, giá rau, trái cây và trứng đều tăng so với tháng trước và tháng 8. Giá năng lượng giảm là yếu tố chính thúc đẩy CPI giảm. Do nhu cầu yếu đi và lượng hàng tồn kho tăng, giá dầu thô toàn cầu đã giảm vào tháng 8, dẫn đến giá dầu tinh chế trong nước giảm. Cũng theo dữ liệu của Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, do tác động của việc giá một số mặt hàng quốc tế giảm cùng các yếu tố khác, chỉ số giá sản xuất PPI của Trung Quốc, chỉ số đo lường giá cả hàng hóa bán tại cổng nhà máy đã giảm 1,8% theo năm và 0,7% theo tháng trong tháng 8. Để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng 5% trong năm nay, giới chức Trung Quốc mới đây cam kết sẽ tiến hành các biện pháp kích thích cần thiết, trong đó nhắm nhiều vào thúc đẩy nhu cầu chi tiêu tiêu dùng nội địa. Một kế hoạch 20 bước sẽ được triển khai để thúc đẩy người dân chi tiêu nhiều hơn cho các dịch vụ từ ăn uống, nhà ở cho đến chăm sóc người cao tuổi.